Ông Hoàng cản phá, tổng tư lệnh tắc bóng là đây. Trong trận thắng của PSG trước Red ở vòng 7 League 1 diễn ra tối qua, Kylian Mbappe đã có khoảnh khắc vô duyên khi vô tình chặn cú sút hiểm hóc của Messi. Phút 20, nỗ lực phòng ngự của Jean Kevin Zuvan vô tình mở ra cơ hội cho Lionel Messi từ cự ly khoảng 10m trước khung thành. Siêu sao sinh năm 1987 đỡ ngược rồi thực hiện cú volley đẹp mắt. Những tưởng siêu sao 34 tuổi đã tạo nên một siêu phẩm sau tình huống xử lý đẳng cấp vừa rồi, nhưng bóng bất ngờ đi trúng chân Kylian Mbappe rồi bật ra biên. Máy quay ngay lập tức hướng về Messi. Cựu sao Barcelona tỏ rõ sự tiếc nuối, nhưng rồi cũng nở nụ cười để tiếp tục trận đấu. Nếu không có sự cố khó đỡ này thì chắc hẳn Messi đã ghi tên mình vào chiến thắng của PSG bằng một pha kiến tạo xuất sắc và một siêu phẩm xé lưới Brett. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bóng đá Sky.